Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên chủ trì phiên họp xem xét cho ý kiến để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, thẩm định, phê duyệt quy hoạch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đến thời điểm này, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn lập quy hoạch đã gửi trực tiếp hồ sơ thẩm định quy hoạch tỉnh đến 19 bộ ngành đơn vị chức năng cùng với 9 chuyên gia là ủy viên phản biện quy hoạch tỉnh và báo cáo đánh giá môi trường chiến lược. Ý kiến thẩm định gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 8 tháng 7 năm 2023 để chuẩn bị cho phiên họp hội đồng thẩm định. Dự kiến thời gian trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 9 năm 2023. Nhằm chủ động ứng phó với cơn bão số 1, sáng nay, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh phía Bắc về công tác chỉ đạo ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão. Theo dự báo, bão số 1 có tên là bão Talim đang hoạt động ở phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông với sức gió cấp 10, giật trên cấp 13 và còn tiếp tục nhanh lên. Bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến vịnh Bắc Bộ. Đến đêm nay và ngày mai, sẽ ảnh hưởng đến đất liền. Hoàn lưu bão có thể gây mưa lớn kéo dài, nhất là các tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng bằng Sông Hồng. Thực hiện công điện số 646 ngày 16 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, hôm nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có công điện 1892 về việc tập trung ứng phó với cơn bão số 1 năm 2023. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở ngành đơn vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông tin cảnh báo kịp thời đến chính quyền địa phương, người dân để chủ động phòng tránh, rà soát các phương án sẵn sàng ứng phó với tình huống xảy ra, đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều thủy lợi, nhất là vị trí công trình sung yếu hoặc đang thi công trên địa bàn tỉnh, rà soát khoanh vùng và sẵn sàng tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu trũng thấp, khu dân cư, khu đô thị và khu cụm công nghiệp có nguy cơ ngập lụt, chuẩn bị lực lượng phương tiện để kịp thời cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả bão lũ. Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác, liên quan đến vụ chuyến bay giải cứu, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Trung Kiên đã bị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị án tử hình, buộc nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận. Viện Kiểm sát khẳng định bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế nhận hối lộ nhiều nhất với 253 lần nhận, tổng số 42,6 tỷ đồng. Trước khi đại diện Viện Kiểm sát luận tội, Kiên đã khắc phục được 15 tỷ đồng. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Kiên tử hình về tội nhận hối lộ, đồng thời buộc bị cáo Kiên nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận hối lộ. Trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tòa án kiến nghị cơ quan điều tra làm rõ trách nhiệm của Thứ trưởng Bộ Y tế là người duyệt các chuyến bay đưa công dân từ nước ngoài về Việt Nam theo đề nghị của Bộ Ngoại giao để điều tra giai đoạn 2 của vụ án này. Thưa quý vị, đúng 8 giờ sáng ngày mai, 18 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023. Để biết điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của mình, thí sinh có 3 cách tra cứu trực tuyến. Các thí sinh có thể thực hiện 3 cách để tra cứu điểm thi. Cách 1, thí sinh tra cứu điểm thi qua website của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố, nơi thí sinh đăng ký dự thi. Cách 2, tra cứu điểm thi tốt nghiệp tại hệ thống quản lý kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ http://tracuudiem.thitotnghiep.edu.vn. Cách 3, tra cứu điểm thi qua website một số cơ quan báo chí. Tính từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 40.000 ca sốt xuất huyết, trong đó khu vực phía Bắc có hơn 1.000 ca, cao hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tại Hà Nội ghi nhận gần 900 ca mắc với 48 ổ dịch, tập trung chủ yếu ở các khu vực ngoại thành. Đáng nói, tại khu vực điểm nóng, nơi ghi nhận ổ dịch lớn nhất Hà Nội hiện nay là xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, số ca mắc vẫn gia tăng, dịch bệnh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, với kết quả kiểm tra giám sát tại các ổ dịch cho thấy các chỉ số côn trùng cao vượt mức nguy cơ. Dự báo thời gian tới, số ca mắc sốt xuất huyết có thể tiếp tục gia tăng và xuất hiện thêm các ổ dịch, đặc biệt tại các khu ổ dịch cũ, các xã phường có diễn biến dịch các năm phức tạp. Sau một năm,
Việt Nam công bố trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới sản xuất thành công vaccine phòng dịch bệnh tả lợn châu Phi. Đến nay, hơn 650.000 liều vaccine đã được tiêm cho đàn lợn, đem lại kết quả khả quan. Đây là tiền đề để Việt Nam có thể thương mại rộng rãi vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi trong thời gian sớm nhất. Kết quả thu thập từ hơn 650.000 liều vaccine đã được tiêm cho thấy lợn được tiêm khỏe mạnh, tăng trưởng phát triển bình thường. Tỷ lệ kháng thể sau tiêm 2 mũi đạt trung bình 95%. Kháng thể tăng dần sau khi tiêm và duy trì cho đến khi lợn xuất chuồng. Kết quả này cũng được các tổ chức thú y uy tín thế giới đánh giá cao. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên xảy ra một số vụ tai nạn đuối nước thương tâm. Mới đây nhất, trưa ngày hôm qua 16 tháng 7, một nữ sinh lớp 10 tại xã Bình Minh, huyện Khoái Châu cũng bị đuối nước dẫn đến tử vong. Để phòng chống đuối nước cho trẻ em, một số địa phương trong tỉnh Hưng Yên đã hưởng ứng phong trào dạy bơi miễn phí cho trẻ em như xã Nhật Quang, Tống Phan, huyện Phù Cử, xã Bãi Sậy, Tân Phúc, Phù Ổng, huyện Ân Thi, phường Dị Sử, Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào. Để có được phong trào trên, các cán bộ đoàn cơ sở đã tâm huyết đi đầu để tạo một sân chơi bổ ích cho trẻ em. Tuy nhiên, mô hình lớp dạy bơi miễn phí vẫn còn ít so với nhu cầu thực tế của trẻ em. Tiếp tục với phần tin quốc tế, giới chức bang Bihar, miền đông Ấn Độ cho hay, tính từ tối 12 đến tối 15 tháng 7, tổng cộng 32 người đã thiệt mạng vì sét đánh tại bang này. Văn phòng thủ hiến bang Bihar phát đi thông cáo cho biết, sét đánh đã làm ít nhất 17 người tử vong tại 11 quận ở bang này, tính từ tối 14 tháng 7, với 15 trường hợp tử vong khác trong các vụ sét đánh vào tối 12 tháng 7 và 2 ngày 13-14 tháng 7. Số người chết vì hiện tượng thời tiết này ở Bihar đã tăng lên con số 32 người trong vòng 72 giờ. Theo thống kê, sét đánh gây ra khoảng 2.000 tới 2.500 cái chết mỗi năm tại Ấn Độ và bang Bihar chỉ là một trong những điểm nóng về sét đánh tại nước này. Chính phủ Canada công bố dữ liệu chính thức cho thấy trái rừng đã thiêu rụi khoảng 10 triệu hecta trong năm nay, con số cao nhất từ trước đến nay và dự kiến sẽ còn tăng trong những tuần tới. Theo Trung tâm Phòng chống cháy rừng liên ngành Canada, kể từ đầu năm đến nay, tổng cộng gần 4.100 vụ cháy rừng đã bùng phát tại nước này. Trong đó, một số đám cháy đã thiêu rụi hàng trăm nghìn hecta. Phần lớn các đám cháy rừng bùng phát trong các khu vực rừng cách xa khu dân cư, song vẫn gây ra những hệ lụy nghiêm trọng đối với môi trường. Tâm điểm của các vụ cháy rừng cũng liên tục thay đổi trong những tháng gần đây. Hầu hết các khu vực tại Canada đang đối mặt với hạn hán nghiêm trọng, với lượng mưa dưới mức trung bình trong nhiều tháng và nhiệt độ cao. Thủ đô London của Anh đang xây dựng một đường ống bê tông đồ sộ với sức chứa 1,6 triệu mét khối để giảm bớt tần suất xả nước thải ra sông Thames. Siêu cầu mới của London, một đường ống bê tông khổng lồ dài 25 km chạy dọc theo dòng sông, được thiết kế để giải quyết vấn đề mà thủ đô của nước Anh cũng như thành phố khác chật vật đương đầu trong suốt nhiều thập kỷ qua, đó là việc xả nước thải chưa xử lý ra sông Thames. Giải pháp của họ là xây dựng một đường ống khổng lồ ở sâu dưới lòng đất, bên dưới ống cống thời Victoria để ngăn chặn nước cống chảy tràn. Công trình không giải quyết hoàn toàn vấn đề khi mưa thực sự nặng hạt, vẫn có nước cống chảy ra sông. Nhưng dự án sẽ giảm bớt tần suất xuống khoảng 3 đến 4 lần mỗi năm và chảy tràn chủ yếu là do nước mưa. Công trình dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm sau. Từ tháng 10 tới, Pháp sẽ triển khai chương trình hỗ trợ người dân sửa lại quần áo, giày dép cũ để sử dụng thay vì vứt bỏ đi. Chương trình được cho là sẽ mang lại nhiều lợi ích khi vừa cắt giảm lượng rác thải thời trang, vừa tạo thêm việc làm cho những người thợ ở nước này. Cụ thể, khi đem quần áo, giày dép cũ đến sửa chữa tại các xưởng và cửa hiệu thuộc chương trình, người dân sẽ được giảm 7 euro, tương đương khoảng 184.000 đồng cho mỗi đôi giày, và giảm từ 10 tới 25 euro, tương đương từ 260 đến hơn 650.000 đồng cho mỗi chiếc quần hoặc áo. Chính phủ Pháp dự kiến sẽ chi khoảng 154 triệu euro trong vòng 5 năm tới cho chương trình này. Bộ chuyển đổi sinh thái Pháp kêu gọi các xưởng may, các hiệu sửa chữa quần áo, giày dép ở nước này tham gia để tạo thêm việc làm cho nhân viên. Đây cũng là một trong những nỗ lực của chính phủ Pháp để cắt giảm lượng rác thải của ngành thời trang. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 18:30 chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.